할머니. 할머니 어디 가요? 할머니 어디 가세요? Chào cả nhà. Rồi nhà em đang xảy ra chiến tranh. Con nhỏ Châu nó giành cái xe kéo. Rồi chiến thắng thuộc về phần nó rồi đó. Thấy nó hân hoan không? Giả và cụ. Hôm nay nhà em cùng nhau đi chợ. Mời cả nhà cùng đi tham quan nha. Coi thứ chợ ở đây nó bán đồ sao. Em cũng lần đầu tiên em đi. Bà lại giở trò nữa rồi đó. Con lại lắm trò lắm. Ở đây đi chợ hay kéo theo cái xe kéo này á, để cho dễ mình mua đồ, mình dễ kéo về cho nó dễ tiện. Đây là thầy của em á mọi người, không biết cái gì hỏi nó là nó chỉ á, nó giải thích cho hết à. Sắp tới chợ rồi. Chị này chị cũng giống như mấy đứa nhỏ khác vậy, gặp cái gì cũng đòi hết á. Cái bảng xanh xanh đằng kia là chợ. Đấy, sắp tới rồi. Rồi mọi người vô chợ tham quan nha. Coi thử tình hình giá cả buôn bán đây sao. Đây gian hàng cá nè. Cũng bày bán như Việt Nam mình chứ đâu khác gì đâu ha. Gian hàng trái cây nè. Ở đây chuối có nhiều chỗ nó bán nhập từ Việt Nam mình nữa. Đi sâu vô trong coi thử bán cái gì. Cái này hành. Nhà mình mua ít rau. Tại nhà ăn vẫn tại nhà đồ ăn vẫn còn, mua thêm một tí. Hành này 1.000 là 1.000 đồng này là tiền Việt của mình là như tao quên mất tiêu rồi. Mới qua cái lộn. Cái tính tiền là lộn mà. Cá này. Cá gì bụng bự quá ha. Ở đây bán nó hay chia ra từng phần á, mình chọn phần nào là nó đưa luôn cái phần đó cho mình. Đi sâu vô coi thử nó bán cái gì nữa nha. Đây ốc này 5.000 là 100.000 tiền Việt của mình á. Ốc này nè. Còn cá này là 3 con là 240. Đấy. Đây nó bán rong biển này. Cá khô nữa chứ. Để bữa nào mua cá khô ăn thử coi vị nó làm sao. Đây là mấy cái. Đây nhà mình mua một tí giá. Giá đây nó làm bằng đậu nành đó. Nên cái giá nó to hơn cái giá của mình. Mình nhìn mình cứ tưởng là trái hồng. Ai ngờ là cà chua. Đây. Đây bán mấy cái đồ ăn vặt nè. Hồi bữa đi chợ dưới Seoul thấy lòng heo mà chưa có ăn thử, để bữa nay mua ăn thử coi nó làm sao. Món dồi nè, mua ăn thử coi thân sao nha mọi người. Cái cây này ăn ngon lắm á, ở trong có xúc xích, ở ngoài nó quấn bột á. Có phủ đường với lại ăn chung với tương. Nó có trộn sốt mayonnaise trong đó, ăn nó ngon lắm. Lần đầu tiên ăn lòng ở Hàn Quốc.
Ở Việt Nam mình ăn lòng thì khỏi chê, khỏi bàn rồi ha. Để ăn lòng ở Hàn Quốc coi thử nó ngon không nha. Cũng có gan nè. Cổ gan vậy. Cái cổ họng heo á. Tteokbokki nữa nè, bánh gạo nè, không thấy nó cho rau ta. À quên chứ, đang ở Hàn, tưởng ở Việt Nam. Cho sao về ăn vậy, ăn thử coi sao. Hy vọng là nó ngon. Tôi về nhà một tí ăn thử sao nha mọi người. Nãy mình trả là 100 mấy á. Mình với cháu mình đứa mua thêm đứa một cây. Đó, cây đó của cháu mình á, còn mình mua cái cây bự bự này này, thích ăn ý của mình đấy, ngon chưa, nhâm nhâm thôi. Mời cả nhà nha, đây là cái gian hàng thịt này. Mua thêm ít thịt. Thì nó bán nó dán giá lên hết nè. Muốn mua nào mình chọn. Thịt ở đây nó bày nó bán luôn này thì cũng tiện ha. Muốn mua cái nào mình chọn lấy nhanh, không còn phải chặt 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 chặt. Rồi xong rồi, đi về thôi. Tới giờ của nó rồi đó. Ở đây á mọi người, mấy cái người đó đi là để bầu cử, giống như bầu cử ở ở Việt Nam mình đó, thì cái bằng gì quên mất tiêu rồi ta, vận động bầu cử. À, vận động bầu cử ở đây ai muốn làm mấy cái đó, muốn ví dụ như muốn làm tổng thống thì đi vận động bầu cử rồi xong rồi người ta bầu cử cho mình đi. Rồi ăn thử coi thử sao nha, nhìn coi bộ cũng ngon nhưng mà thiếu rau rồi, không thấy nước chấm nước gì hết trời. Tới giờ của nó đó, mời mọi người dùng nha, để coi thử món lòng ở Hàn Quốc coi thử sao nghe. Nhưng mà nói đi nói lại thì không thấy rau không thấy gì hết ăn á, kiểu như nó làm sao ha. Để ăn thử coi, nước chấm không có nữa. Cái này ăn chung với muối á, mà trộn tí ớt bột nữa chứ. Đó, món dồi á. Đây, tình hình là lòng 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 heo ở Hàn Quốc. Ăn thử một miếng coi. Rồi, ở trong nó bỏ bún á. Bún, bún dai dai. Cảm xúc của em thì mọi người biết rồi ấy, mình ăn quen cái món ăn của Việt Nam mình rồi, hương vị nó đậm đà ha. Còn cái này thấy nó nhạt nhẽo á, tại mình ăn không có quen á. Lòng của mình có rau rồi có nước mắm chấm ăn cái thôi rồi nhức nách, còn này ăn nó nhạt nhẽo làm sao ấy. Thôi kệ, ăn đỡ. Nhập gia tùy tục mà biết giờ sao. Cuối cùng nó cũng hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hẹn mọi người video sau. Bye bye. Chào cả nhà.